Rồi thông báo các cầu thủ Nhân lại tiếp tục báo cá rồi. Đấy, đây lại ui lại khuyên bia rồi. Khuyên 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 rồi, khuyên khuyên bia rồi. Cầu thủ Nhân là con thứ hai nhá. Con này lại khuyên bia rồi. Biết ngày hôm qua bảo hôm nay qua gió thế, hôm nay đứng gió là ăn mà. Úi giời ơi. Cá cũ mà. À không, mới. Cá mới, cá mới, cá mới. Khuyên bia. Cống bia đây rồi. Cân thủ Cương ơi, cân thủ Nhân đang được một con cống bia rồi. Lại tiếp tục con nữa đây. Chưa biết được con này là cống bia hay không. Cháu như. Ai da. Quay nha. Quay. Con quá. Quay. Cứ lên bia đi. Chia cho mỗi người lên. Xong không? Đặt anh ngủ ngoài đó. Khóa máy lại. Khóa máy lại đi. Mẹ mình gọi tí cái để thay tự nhiên mẹ gọi tự nhiên lại mất hình. Khóa máy lại đi cho nó vào được. Ôi còn một lưỡi đây rồi. Đánh một đúng đít kìa kìa. Một lưỡi đóng đóng ra không ra được chứ ra nào được con kia. Bia. Cá mới. Bia mày chắc chắn là cá mới bia. Thấy bia nào? Bia rồi mày cá mới. Bia mày nó vừa lộn cái ấy lên đấy mày anh. Nó vừa lộn xong bia lên đấy mày. Rất bình bảo kiểu gì hôm nay mẹ cá ăn hôm qua nó gió hôm nay nó không ăn hôm nay nó phải ăn. Phải xem thời tiết chứ này. Tôi chờ hôm qua đợi sáng quả già nó có rơi đỏ mãi. Chưa đâu. Nó xuống dưới còn một lưỡi đấy. Một lưỡi đừng để nó hôi. À, có đời khéo cũ thật. Xuyên cho chuyên gia hớt cá. Ăn rồi. Đeo có khuyên rồi. À, cá cũ không phải khuyên bia, không có khuyên bia các cầu thủ. Ui giời, con này to trời quá, trời con này lầu quá nhỉ. Ui giời. Quá to quá, nhưng mà nó không đeo khuyên các cầu thủ nhá. Thôi này cá cũ. Con này tròn này, người. Thì. Đấy mình là con đẳng cấp. Cá ăn tết, cá ăn tết. Cá này đúng cá ăn tết thật. Con này quá to. Ui giời ơi. 15 cân. Tờ mấy? Ổng luôn. Con đeo lon bia nhá. Không cống bia. Con trước mới là con cống bia. Con này cũ. Quá cũ rồi. Con đây mà không ăn thì còn nào ăn nữa. Con kia cống bia làm nó yếu quá. Ừ con kia yếu quá kìa. Con kia yếu kìa. Nó xả hơ, nó trô cái là nó dãy quá mày. Nó đợi con này vào, con này tâm nó chụp. Con này á, con này 23 cân. Ui giời. Thôi. Đấy, thế là hai con đấy nhá. Một con cống bia và một con không cống bia các cầu thủ nhá. Để cho các cầu thủ theo dõi hôm nay thời tiết này quá quá đẹp luôn, cực đẹp luôn, siêu đẹp. Siêu đẹp. Để các cầu thủ có thời gian đến để mà đánh để mà lấy bia uống Tết nhá.